ba đứa một đen một trắng một vàng để sắm xanh ba màu luôn. À, nó là cái cắn cái con sắm xanh kêu ghét lên, nó ôm vào nó cắn nó đạp. Vâng, em thích chơi để em bé. Chơi hơi cục xúc tí. Nó không được chơi với em bé. Nó chưa biết chơi với em bé. Nó không biết là em bé đâu. Em ơi, chẳng có con nào như thế con phải. À, con mon. Và nó không dễ như con mon. Chưa dễ bằng mon được. Nó nghịch hơn. Nhưng cũng nằm ườn ra này, đấy. Đấy, những đứa nào ở lâu mới tiện là đứa nào cũng nằm ngửa ra cho sờ này. Đây là cảm giác an toàn đứa cảm giác bé Gum này, bé Yuki này, Pha này, nhà của ba đứa bé nhất, còn đâu là tầm bọn lớn rồi. Zumi. Yuki. Mình lấm. Lấm lên rồi đấy. Ôi.